Hello, xin được chào các bác nha. Nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện là bán cái thùng khói này các bạn. Tuy nhiên là cũng có một số người thì thực ra là những anh em nào mà dùng rồi thì không nói gì đâu. Thế nhưng mà nó cũng có những người hỏi anh chị ạ, dùng nó như thế nào. Thì cái bình khói này đầu tiên mua nó trong cái hộp. Đấy. Là nó có cái kẹp cái này, thì bây giờ mình phải thả cái này ra. Cái công việc tiếp theo nữa là anh em phải nên là phải cậy cái này ra này. Ở bên trong này là nó có một cái tấm, cái này nó gọi là như nó giống như kiểu cái kiềng nhá anh em nhá. Thế thì cái việc thứ nhất là anh em phải đi bẻ cái chân này ra này. Đầu tiên để nó vướng một tay quay lên khó. Đấy. Cái việc thứ nhất là anh em phải đi bẻ cái chân này ra này, nó giống như kiểu ở đây trong này nó giống như cái kiềng nhá anh em nhá. Thì mình bẻ cái này nó ra nó giống như cái kiềng ấy, để cho nó kênh lên. Nó kênh lên thì nó có cái khoảng trống ở trong cái đáy này này. Trong cái này này, ở trong cái đáy này nó có cái đáy. Thế thì mình phải kênh cái này lên, nó giống như cái kiềng này này. Để làm cái gì? Để cái thứ nhất là nó tạo ra một cái khoảng trống để mình bóp cho khí nó vào. Đấy. Đây này, sau đó em bẻ ra như này thì mình đặt nó vào trong này. Được chưa? Thế thì như vậy là mình đã làm xong cái bước đầu tiên. Đấy, nhiều người có khi là không biết cái này đâu. Thế nên là khi mình tạo được cái việc như này rồi thì cái bước thứ hai nữa là anh em dùng cái mồi. Thì thường là cái mồi thì anh em nên, nếu như mà nhà anh em nào mà có cái bìa cắt tông rồi này thì cái này dùng nó rất là hiệu quả. Đấy. Thì mình đem mình quấn quấn chặt nó vào. Đấy, quấn chặt nó vào, sau đó là mình bật lửa mình đốt anh em nhá. Đấy, thì mình đốt cái này lên cho nó cháy, sau đó mình cho nó vào mình bóp là dùng nó sẽ rất là ok. Đấy anh em ạ. Đấy, bây giờ đến cái bước tiếp theo là anh em phải đốt cái giấy mồi này. Đấy. Đây nha các anh chị nha. Thế thì cái công đoạn tiếp theo ấy là anh em phải đốt như này. Nếu như mà cái cách tốt nhất là nếu mà anh em thực sự mà nuôi ong ấy thì em khuyên các anh chị nên mua cái bật lửa như này này. Cái bật lửa này nó đắt tí nhưng mà nó rất là hiệu quả. Đấy, bởi vì cái này mình gió giết là mình đốt là nó mình bật nó không bao giờ nó sợ như kiểu là cái bật lửa rẻ tiền kìa. Mà cái này nó bằng gì nhỉ? Nó bằng điện bằng ga cho nên là nó sinh nhiệt rất là tốt, cho nên là đốt cái mồi này là rất là ok. Đấy. Thế thì sau khi mình đốt được cái mồi này thì cái mồi này thì có thể là mình, một là mình dùng giấy mình mồi, sau đó là mình dùng cái nõ ngô hoặc là có thể cái củi mục các anh chị nhá. Thì càng cái loại mà nó càng có cái độ mà nó mục ấy, thì là nó sẽ sinh khói rất là tốt. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà anh em nào mà có cái giấy bìa cắt tông này thì thực ra ở đây có rất là nhiều chú là chú cứ ở nhà chú ngồi sẵn là chú quấn chặt nó vào. Nó vừa luôn vào mấy cái bình khói như này này. Đấy, khi mình đốt nó lên khói mù mịt như này rồi thì bắt đầu mình thả nó vào. Đó, khi mình thả xong rồi thì bắt đầu là mình bóp này, anh em nhìn thấy không? Bóp nó lên khói ù này đúng không ạ? Đấy, thì cái công việc nó rất là đơn giản vậy thôi. Thì thực ra là đối với người nuôi ong thì dùng cái bình khói này đấy, như là những cái video trước nói rồi. Thì là anh em đấy là cái cách hướng dẫn sử dụng cái bình khói này các anh chị nhá. Thì một lần nữa lại xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và cái video này thì cũng xin chia sẻ luôn là nó chỉ dành cho những ai mà chưa biết sử dụng. Đấy, thì hãy xem, còn những người biết rồi thì thôi nha các anh chị nhá. Thì xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Đấy,